Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt đề án phát triển công nghiệp dược thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là bước khởi động quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh sớm trở thành khu công nghiệp y dược tập trung đầu tiên của cả nước. Đề án phát triển công nghiệp dược thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với hai mục tiêu tổng quát: chú trọng chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc và thiết bị y tế, đặc biệt ưu tiên sản xuất thiết bị y tế kỹ thuật cao, sản xuất vaccine, sinh phẩm, các thuốc mới, thuốc phát minh để đáp ứng yêu cầu phòng chữa bệnh trong nước, từng bước thay thế thuốc nhập khẩu, hướng tới xuất khẩu với lợi thế cạnh tranh và chất lượng về giá, hình thành và phát triển khu công nghiệp chuyên ngành y dược tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đề án, khu công nghiệp chuyên ngành y dược được quy hoạch tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân 2 tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, gồm các chức năng chính như trung tâm nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo về lĩnh vực y dược, tập trung các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm chuyên ngành y dược và sản phẩm phụ trợ thuộc phân khúc kỹ thuật cao, trung tâm giao dịch về các sản phẩm chuyên ngành y dược và sản phẩm phụ trợ. Chuyển sang một số thông tin trong nước khác. Trong báo cáo đánh giá tác động chính sách tại dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cho biết hiện nay tại Việt Nam có hai hình thức bảo hiểm y tế, đó là bảo hiểm y tế bắt buộc và bảo hiểm y tế thương mại. Bộ Y tế đề xuất quy định gói bảo hiểm y tế bổ sung là bảo hiểm y tế tự nguyện áp dụng cho những người đã tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, sẽ bao phủ chi trả giá trị tăng thêm như phần đồng chi trả, quyền lợi tăng thêm mà người bệnh có nhu cầu, dịch vụ tăng thêm so với các dịch vụ đang được bảo hiểm y tế cung cấp. Về mức phí cho bảo hiểm y tế bổ sung sẽ do đơn vị kinh doanh bảo hiểm quy định. Tuy nhiên, nhà nước sẽ quy định nguyên tắc xây dựng mức phí để bảo đảm quyền lợi cho người bệnh, phạm vi chi trả không được trùng lắp với bảo hiểm y tế bắt buộc. Bảo hiểm y tế thương mại là bảo hiểm sức khỏe của các công ty bảo hiểm mang tính kinh doanh, hoạt động có lợi nhuận theo luật kinh doanh bảo hiểm, được thiết kế phù hợp với mọi mong muốn của người ký hợp đồng bảo hiểm theo từng điều kiện và nhu cầu của người đó, mang tính tự nguyện và không mang tính bắt buộc như bảo hiểm y tế xã hội. Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, vào 7 giờ 30 phút ngày 12 tháng 3, phòng tiêm chủng vaccine của CDC thành phố sẽ mở cửa trở lại. Tất cả các ngày trong tuần, hai dây chuyền tiêm tại đây sẽ đáp ứng cho 200 lượt người dân được tiêm phòng dịch vụ các loại vaccine bao gồm lao, uốn ván hấp phụ, 6-trong-1, tiêu chảy do rotavirus, sởi, quai bị, rubella, thủy đậu, viêm não Nhật Bản B, cúm, các bệnh do phế cầu khuẩn, viêm gan A, B và các bệnh do HPV. Bên cạnh đó, người dân khi đến tiêm chủng sẽ được tư vấn dinh dưỡng miễn phí, ưu tiên trẻ em dưới 5 tuổi đến tiêm chủng. Thưa quý vị, tại tỉnh Hải Dương, sau hơn 2 tháng triển khai, từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 10 tháng 3, chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân Hồng với thông điệp "Hiến giọt máu đào, chào đời sự sống" đã thu hút đông đảo tình nguyện viên và người dân hiến máu tham gia. Tỉnh Hải Dương đã vận động và thu dung được 4.035 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Qua nhiều năm triển khai, chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân Hồng ngày càng thu hút đông đảo người dân tình nguyện tham gia, góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về hiến máu tình nguyện. Lượng máu thu được đã góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu điều trị bệnh nhân dịp trước, trong và sau Tết. Trên bảng xếp hạng về mức độ đa dạng sinh học trên thế giới, Việt Nam xếp hạng thứ 14. Tại Đông Nam Á, ba quốc gia có mức độ đa dạng sinh học cao nhất lần lượt là Indonesia, Myanmar và Việt Nam. Theo đánh giá của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, Việt Nam là một trong những quốc gia có mức độ đa dạng sinh học cao nhất thế giới với nhiều hệ sinh thái khác nhau. Trong đó, hơn 100 loài chim và hơn 10% các loài thực vật chỉ có ở Việt Nam. Theo thông tin từ Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Việt Nam là quốc gia thứ 50 trên thế giới và là quốc gia đầu tiên của khu vực ASEAN chính thức tham gia Công ước Ramsar từ năm 1989. Thưa quý vị, với nước biển trong xanh, bờ cát mịn, hàng dừa thơ mộng cùng môi trường du lịch an toàn, bãi biển Mỹ Khê, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vừa được website đánh giá du lịch toàn cầu TripAdvisor xếp hạng thứ 6 trong danh sách bình chọn 10 bãi biển đẹp nhất châu Á năm 2024, thuộc khuôn khổ giải thưởng Traveler Choice Awards Best of the Best 2024.
Đây là lần thứ hai liên tiếp bãi biển nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng được vinh danh trong danh sách 10 bãi biển đẹp nhất châu Á. Năm 2023, Mỹ Khê từng là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách này với vị trí thứ 8. Bãi dài 900m song song với trục đường du lịch Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 2 km và nằm cùng tuyến với hai điểm du lịch khác là bán đảo Sơn Trà và danh thắng Ngũ Hành Sơn. Mỹ Khê nổi tiếng với bờ cát trắng mịn trải dài, độ dốc thoải thoải, sóng biển hiền hòa, nước trong và ấm quanh năm, rất phù hợp để bơi lội. Bãi được du khách chấm 4,5 trên 5 sao trên TripAdvisor với vô số những đánh giá tích cực của du khách từ khắp mọi nơi trên thế giới.